Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh ở chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, phú quý gõ cửa, đổi vận cực giàu, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Nhâm Tý đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Nhâm Tý, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Nhâm Tý nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Nhâm Tý cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Nhâm Tý không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Nhâm Tý. Không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Nhâm Tý, vì thế, nếu sau này người Nhâm Tý yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Nhâm Tý có thể đặt niềm tin, Nhâm Tý cũng đừng có bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Nhâm Tý đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích, người ta tham vọng sống lâu, nhưng Nhâm Tý chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Nhâm Tý, trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Nhâm Tý. Nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Nhâm Tý hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Nhâm Tý lắng lại. Rồi nỗi đau của Nhâm Tý cũng sẽ dần biến mất. Nhâm Tý đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Nhâm Tý có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Nhâm Tý có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Nhâm Tý không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Nhâm Tý tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Nhâm Tý. Hãy nhớ điều này, nếu không, Nhâm Tý sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống của mình. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Nhâm Tý ít khi gặp mọi người. Nhưng Nhâm Tý hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Nhâm Tý hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Nhâm Tý đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Nhâm Tý hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Nhâm Tý nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Nhâm Tý, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Nhâm Tý phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Nhâm Tý 1972, phú quý gõ cửa, đổi vận cực giàu, đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Nhâm Tý được xa hơn, để bản mệnh Nhâm Tý có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên, Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Nhâm Tý hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Nhâm Tý sẽ có cả hung lẫn cát,
Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Nhâm Tý tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Nhâm Tý cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo như luận giải mới nhất từ tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, những người tuổi Nhâm Tý sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe và tâm lý trong tháng này. Nguyên nhân chính được cho là ảnh hưởng của nguyệt lệnh bệnh khiến cho Nhâm Tý cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực và không muốn giao tiếp hay tham gia các hoạt động tập thể. Điều này có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm và suy nhược. Một điểm đáng chú ý khác là cách ứng xử của người tuổi Nhâm Tý với người khác trong thời gian này. Nhâm Tý có thể trở nên bảo thủ, khó chịu và bất mãn với những ý kiến trái chiều. Sự thiếu linh hoạt và sẵn sàng lắng nghe có thể tạo ra nhiều xung đột và khó hòa hợp với mọi người xung quanh. Do đó, việc nhận ra vấn đề về tâm lý và điều chỉnh thái độ là điều cực kỳ quan trọng để giúp Nhâm Tý vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong tình yêu, người tuổi Nhâm Tý cũng có thể gặp phải những khó khăn và thử thách. Nhâm Tý có thể trở nên quá yêu cầu và đòi hỏi với người yêu, tạo ra áp lực và tổn thương cho đối phương. Tình yêu không phải là sự phụ thuộc hay chi phối, mà là sự đồng điệu và hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, việc biết quan tâm và lắng nghe đối phương là điều quan trọng để duy trì một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Nếu người tuổi Nhâm Tý chưa có người yêu, Nhâm Tý không nên vội vàng tìm kiếm một mối tình trong tháng này. Thay vào đó, Nhâm Tý nên dành thời gian cho bản thân để hiểu rõ mình muốn gì và cần gì trong tình yêu. Khi Nhâm Tý biết yêu thương bản thân trước, Nhâm Tý mới có thể thu hút được những người phù hợp và xứng đáng với mình. Trên hết, trong giai đoạn khó khăn này, người tuổi Nhâm Tý cần phải chú ý đến sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc tìm kiếm sự cân bằng và bình an trong lòng sẽ giúp Nhâm Tý vượt qua mọi khó khăn một cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Nhâm Tý, tháng này Nhâm Tý cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính của mình. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để Nhâm Tý đưa ra những quyết định lớn về đầu tư, kinh doanh hay chi tiêu. Nhâm Tý có thể gặp phải những rủi ro, thiệt hại hoặc sai lầm nếu không suy nghĩ kỹ càng. Thay vì vội vàng muốn kiếm được nhiều tiền trong tháng này, Nhâm Tý nên tập trung vào việc nâng cao các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến công việc của mình. Nhâm Tý cũng nên học hỏi từ những người có thành công trong lĩnh vực mà Nhâm Tý đang theo đuổi, xem họ đã làm gì để tạo ra giá trị và lợi ích cho bản thân và xã hội. Như vậy, Nhâm Tý sẽ có được những bí quyết và chiến lược để tăng thu nhập của mình một cách hiệu quả và bền vững trong tương lai. Nếu Nhâm Tý đang có ý định mở rộng kinh doanh hay bắt đầu một dự án mới trong tháng 3 này, Nhâm Tý cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhâm Tý cần phải nghiên cứu thị trường, đối thủ, khách hàng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Nhâm Tý cũng nên chọn thời điểm phù hợp hơn để triển khai. Khi Nhâm Tý đã có đủ nguồn lực và sự chuẩn bị, đừng để lòng tham chi phối quyết định của Nhâm Tý, mà hãy tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Bản mệnh Nhâm Tý cũng nên tránh xa các hoạt động may rủi như đánh bạc, cá cược hay mua vé số trong tháng này. Đây là những hoạt động không mang lại cho Nhâm Tý bất kỳ giá trị gì, mà chỉ khiến Nhâm Tý mất thời gian, tiền bạc và vận may. Nhâm Tý nên dùng tiền của mình vào những việc có ích hơn, như giáo dục, sức khỏe hay từ thiện. Nhâm Tý sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn khi Nhâm Tý biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Với thời tiết thay đổi thất thường, sức khỏe của bản mệnh Nhâm Tý sẽ gặp nhiều khó khăn. Để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, Nhâm Tý cần chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Sau đây là một số gợi ý dành cho Nhâm Tý. Vận động thường xuyên và hợp lý, khoảng 30 phút mỗi ngày. Vận động giúp kích thích tuần hoàn máu, tăng cường tim mạch, phát triển cơ bắp, giảm mỡ thừa và cải thiện tâm trạng. Nhâm Tý có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, yoga, nhảy dây, bơi lội, thư giãn tinh thần và cân bằng cảm xúc. Nhâm Tý có thể dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, vẽ tranh. Nhâm Tý cũng nên hạn chế những yếu tố gây căng thẳng và lo âu như tin tức tiêu cực, áp lực công việc, xung đột quan hệ. Nhâm Tý có thể áp dụng một số phương pháp thiền định và hít thở sâu để giải tỏa stress và an ổn tâm hồn. Chọn những loại thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, ví dụ như rau xanh, trái cây, nước ép, nước lọc, trà xanh, sữa chua, hạt giống, uống nước đủ lượng mỗi ngày, khoảng 2 đến 3 lít nước, giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể, thanh lọc máu, tăng cường miễn dịch và làm đẹp da. Nhâm Tý nên uống nước trước khi cảm thấy khát,
không uống quá nhiều một lần và tránh uống nước lạnh. Ngủ đủ giấc và điều độ, khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm, ngủ giúp tái tạo năng lượng, phục hồi tế bào da và tóc, giảm stress và tăng khả năng tập trung. Nhâm Tý nên đi ngủ trước 11 giờ đêm và thức dậy trước 6 giờ sáng. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Nhâm Tý. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Nhâm Tý sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Nhâm Tý cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Trong tháng này, tuổi Nhâm Tý sẽ có những cơ hội tốt để cải thiện sức khỏe và tài lộc. Tuy không gặp phải vấn đề sức khỏe nguy cấp, nhưng Nhâm Tý vẫn cần chú ý đến việc chăm sóc và điều dưỡng sức khỏe để đạt được thể trạng sung mãn nhất. Đây là thời điểm lý tưởng để xây dựng một chế độ luyện tập mới. Kết hợp với ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, thói quen tốt này sẽ giúp Nhâm Tý đẩy lùi được mọi bệnh tật và duy trì sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, việc đi lại và di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận để tránh vướng phải họa huyết quang do hung tinh quấy nhiễu. Về mặt tài lộc, tuổi Nhâm Tý có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, kết hợp với sự nâng đỡ từ tam hợp thái tuế, dự đoán rằng các kế hoạch kiếm tiền sẽ diễn ra suôn sẻ và nhiều khoản thu vào. Đối với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển thuận lợi, từ đó tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, thời điểm này thứ tài dồi dào. Nhất là vào giai đoạn cuối tháng, khi bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có, đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khoản nợ được ai đó hoàn trả. Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, có cơ hội hốt vàng, hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong tháng 4 âm lịch này, mối quan hệ trong tháng rất hài hòa. Nhâm Tý cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, kinh doanh, gặp đúng thời, đúng người nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt để các mối quan hệ xã giao thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình, tháng này Nhâm Tý đã mở lòng mình hơn. Nhâm Tý muốn được bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có những việc mình làm đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không cao, Nhâm Tý không nên chủ quan như trước đây. Hãy xem lại từng bước một để rà soát xem mình đã để xảy ra sai sót ở đâu. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 cho tuổi Nhâm Tý báo hiệu một số ảnh hưởng từ sao Tỷ Kiên, đặc biệt là về mặt quan hệ và sự tin tưởng. Có thể có những người xung quanh Nhâm Tý đang có ý định lợi dụng tình huống để hành động không chân thành. Do đó, trong thời gian này, Nhâm Tý cần cẩn trọng hơn trong việc xác định người Nhâm Tý tin tưởng và đừng nên dễ dàng tin vào mọi lời nói. Với tinh thần tích cực và sự hỗ trợ từ sao Tỷ Kiên, con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, Nhâm Tý cần nhớ rằng, việc giúp đỡ cũng cần phải dựa trên sự yêu cầu chân thành từ phía người khác, tránh để bản thân bị lợi dụng. Luận tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Nhâm Tý báo hiệu rằng, mặt tình cảm sẽ có những tín hiệu tích cực, điều này có thể được xem như một sự bù đắp cho những khó khăn trước đó. Theo luận giải mới nhất, tháng này sao Thái âm trợ đào hoa sẽ xuất hiện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ tình cảm của Nhâm Tý. Dù là người độc thân hay đã có đôi, đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và trải nghiệm những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên, người độc thân cần phải cẩn trọng trong việc xác định mối quan hệ. Dù có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen, nhưng việc lựa chọn đúng đắn sẽ giúp Nhâm Tý tránh khỏi những rủi ro không cần thiết. Phương diện gia đạo, tử vi cho thấy rằng không có dấu hiệu xảy ra xung đột lớn trong mối quan hệ gia đình. Mọi vấn đề có thể nảy sinh sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Ngoài ra, sao Nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng đem lại sự ổn định và nuôi dưỡng tình yêu cho các cặp đôi. Điều này giúp Nhâm Tý có thêm khoảng thời gian để hiểu biết và gắn kết với nhau, từ đó củng cố mối quan hệ tình cảm. Nhìn chung, Minh Đường tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 cho tuổi Nhâm Tý mang đến những tín hiệu tích cực về mặt tình cảm và quan hệ. Tuy nhiên, Nhâm Tý cần phải tỉnh táo trong việc xác định người tin tưởng và lựa chọn mối quan hệ phù hợp, đồng thời duy trì sự ổn định trong gia đạo để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong thời gian này. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Lộ diện tháng phát tài lớn nhất Nhâm Tý 1972 phú quý gõ cửa, đổi vận cực giàu đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường tử vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn, để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông quý cô bác anh chị nhé.
Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt, thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe, thì Minh Đường Tử Vi tin rằng, với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Nhâm Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Trong tháng 5 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý có xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như đau nửa đầu dữ dội, suy nhược thần kinh và mất ngủ. Những triệu chứng này chủ yếu do áp lực về tinh thần gây ra. Do đó, việc chú trọng đến việc dưỡng sinh tinh thần là vô cùng quan trọng để điều hòa toàn bộ hoạt động của cơ thể. Theo quan điểm của Đông y, mùa hạ ứng với tạng tâm, tim. Để bảo vệ tạng tâm, việc giữ cho thần trí cởi mở, vui vẻ và không cáu giận là rất quan trọng. Khi tâm hồn được giữ gìn, sức khỏe sẽ được đảm bảo theo tự nhiên. Dưỡng sinh mùa hạ cũng chú trọng đến việc ăn uống thanh đạm và hạn chế các đồ quá giàu dinh dưỡng. Các món ăn thanh đạm và có tác dụng giải nhiệt sẽ giúp duy trì cơ thể ở trạng thái thư giãn, hài hòa và hạn chế cảm giác khó chịu vì thời tiết nắng nóng. Theo luận giải mới nhất, tình hình tài chính của người tuổi Nhâm Tý có những biến chuyển tích cực hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Nhờ có tam hợp chỉ đường, dẫn lối, Nhâm Tý có thể tìm được hướng đi đúng đắn cho mình và thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Với người làm kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp Nhâm Tý dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng và đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của Nhâm Tý và muốn cùng hợp tác, phát triển. Chỉ cần Nhâm Tý có một con mắt tinh tế, nhận ra cơ hội mà mình nên nắm bắt, Nhâm Tý sẽ thu về được một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho Nhâm Tý một phần thưởng xứng đáng với công sức mà Nhâm Tý đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương. Với những người mới bước vào một lĩnh vực mới, tình hình tài chính có biến chuyển tích cực nhưng vẫn còn chưa ổn định. Nguyệt lệnh Lâm Mộ tác động, khuyên Nhâm Tý chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Trước khi đưa ra quyết định, Nhâm Tý cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. Tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp cho thấy vận khí tăng mạnh trong tháng mới, giúp kế hoạch của người tuổi Nhâm Tý diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, Nhâm Tý cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng này Nhâm Tý được cả Nguyệt lệnh Lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, Nhâm Tý thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Đặc biệt, chức vụ và danh tiếng của Nhâm Tý ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh, sự nghiệp thẳng tiến về phía trước, nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hoặc làm công chức nhà nước. Tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh và lanh lợi như Nhâm Tý chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh thắng nhanh, Nhâm Tý chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy và nâng tầm phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, vẫn cần tránh ngủ quên trên đỉnh vinh quang, thái độ kiêu ngạo hay ngựa non háo đá, kẻo vận may bay biến. Trong quá trình làm việc, dù vấp váp bất cứ trở ngại nào, cần từ tốn và bình tĩnh để giải quyết, vừa khiêm nhường, lại không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Để không bị tụt hậu so với thế hệ trẻ hơn, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp Nhâm Tý thành công hơn nữa. Vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng, sắp xếp lịch trình hợp lý và giữ tinh thần thư thái để có hiệu quả cao nhất trong công việc. Trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ trải qua nhiều biến động trong phương diện tình cảm. Với sự hỗ trợ của quý nhân tam hợp, tình yêu của Nhâm Tý có dấu hiệu thăng hoa bất ngờ. Cơ hội gặp gỡ ý trung nhân có thể đến từ việc được người khác mai mối hoặc thông qua việc giới thiệu bạn bè đơn thuần. Tuy nhiên,
tình cảm sẽ tiến triển nhanh chóng và nằm ngoài sức tưởng tượng. Luận tử vi năm 2024, Bát Bạch gặp Cửu Tử ở phương Đông, báo hiệu hỷ khánh liên tiếp, điều này có thể đem lại tin vui về cưới hỏi hoặc thêm con cháu trong gia đình. Nếu phòng ngủ của Nhâm Tý đặt ở phương vị này, việc bày thêm vật phẩm phong thủy màu đỏ hoặc biểu tượng voi chủ về đông con đông cháu sẽ thúc đẩy cát khí vượng, giúp các cặp vợ chồng sớm đón tin vui. Người độc thân tuổi Nhâm Tý cũng có vận đào hoa trong tháng này, nhận được nhiều sự quan tâm từ người khác. Phi tinh tháng có nhất bạch chủ đào hoa tinh bay vào hướng đông nam tương phùng Cửu Tử đương vận. Đây là phương vị thúc vượng đào hoa, bày một số vật phẩm phong thủy màu đỏ ở phương vị này có thể gia tăng cát khí của cả hai cát tinh này. Tuy nhiên, mặc dù đào hoa vượng là điều tốt, nhưng người tuổi Nhâm Tý cũng cần nhớ giữ lý trí, đặc biệt là những người đã kết hôn. Cần tỉnh táo để đề phòng việc ra ngoài có người khác giới đeo bám, có thể gây ra rắc rối trong hôn nhân, hãy tránh hành động bất cẩn và không để phút yếu lòng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Nhâm Tý 1972, phú quý gõ cửa, đổi vận cực giàu đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Nhâm Tý nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.